Bốn điều khủng hoảng tuổi trung niên ai cũng nên biết để vượt qua. Kính thưa quý vị, khi đến giai đoạn giữa đời mình, người ta chợt nhận ra sự hữu hạn của cuộc đời. Do đó, ta bắt đầu hoảng loạn. Làm thế nào để vượt qua giai đoạn khủng hoảng này? Sẽ có những lúc chúng ta cảm thấy thật mệt mỏi, thiếu năng lượng và thiếu động lực bởi vì luôn có rất nhiều việc phải làm. Công việc, các mối quan hệ, gia đình, cuộc sống, chúng ta như thể đang ở trên guồng quay không bao giờ kết thúc. Khoảng thời gian từ 30 tới 40 tuổi là khoảng thời gian áp lực và căng thẳng nhất. Đó là khi chúng ta bị kẹt giữa việc nuôi dạy con cái, chăm sóc cha mẹ già và cố gắng vươn lên trong công việc. Đó cũng là lúc chúng ta đối mặt với những lựa chọn trong cuộc sống mà mình đã chọn khi còn trẻ. Chính điều đó khiến chúng ta bắt đầu cảm thấy cuộc sống là hữu hạn, thời gian không còn nhiều. Khủng hoảng tuổi trung niên là gì? Bước đến giai đoạn tuổi trung niên, về mặt cảm xúc, thể chất, cách suy nghĩ, ngoại hình của mỗi người đều có những thay đổi nhất định. Khủng hoảng tuổi trung niên hay còn được gọi là khủng hoảng giữa cuộc đời, đó là những cuộc khủng hoảng về cảm xúc, tinh thần, suy nghĩ, cách nhìn nhận vấn đề, thể chất. Thông thường, những người gặp tình trạng khủng hoảng tuổi trung niên sẽ cảm thấy mệt mỏi, chán chường, không lạc quan, mất ngủ. Có thể khó phát hiện ra tình trạng này vì nó bắt đầu từ từ và biểu hiện giống như các triệu chứng của bệnh trầm cảm nhẹ cho đến trung bình. Nếu không được kiểm soát, có thể biến thành các vấn đề lâm sàng nghiêm trọng. Vì vậy, điều quan trọng là phải theo dõi bản thân khi đến giai đoạn trung niên. Dưới đây là những dấu hiệu chính của khủng hoảng tuổi trung niên bạn có thể nhận biết. Thứ nhất, suy kiệt về thể chất và tinh thần. Nhiều người ở độ tuổi trung niên đang đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp, cùng lúc họ đang nuôi con, chăm sóc cha mẹ già. Những đòi hỏi và lo lắng không ngừng đến từ mọi góc độ, cùng với việc thường xuyên bận rộn, ít thời gian để vui chơi là nguyên nhân của vấn đề này. Họ thường có giấc ngủ thất thường, khó tập trung và ra quyết định, cảm thấy khó chịu, lo lắng nhiều hơn. Về mặt thể chất, có thể mắc các bệnh về dạ dày, đau đầu và đau nhức không rõ nguyên nhân. Mọi người thường giải thích những điều này là già đi, nhưng đó thực ra là hậu quả của tất cả những căng thẳng trong cuộc sống. Thứ hai, cảm thấy hoài nghi về công việc và các mối quan hệ. Cuộc khủng hoảng tuổi trung niên giống như là trầm cảm khiến chúng ta có cái nhìn tiêu cực về bản thân mình, về mọi người xung quanh và tương lai của mình. Và điều đó có thể khiến chúng ta nhìn nhận những điều tồi tệ ở đối tác, gia đình, bạn thân và những người chúng ta làm việc cùng. Và một khi có thói quen để ý những nhược điểm đó, chúng ta khó có thể nhìn thấy những điều tích cực khác. Những người trong tình trạng khủng hoảng tuổi trung niên cho biết họ ít khoan dung hơn và gây xung đột nhiều hơn với đối tác của mình, đặc biệt là về việc nhà và tiền bạc, và cảm thấy không có niềm tin về sự bền vững của các mối quan hệ. Trên phương diện công việc, người trong tình trạng này có thể cảm thấy bị bế tắc trong lĩnh vực chuyên môn, khiến họ luôn trong tình trạng căng thẳng. Thứ ba, cảm thấy bản thân như thể đang không làm tốt bất cứ điều gì. Những người ở tuổi trung niên thường nói rằng họ cảm thấy mình đang thất bại trên mọi mặt trận. Họ luôn cố gắng làm tốt công việc của mình, nhưng lại quá cáu kỉnh và thiếu bao dung với vợ và con cái. Điều này khiến họ khó chịu và cảm giác tội lỗi. Bốn chiến lược sẽ hữu ích để ứng phó với khủng hoảng tuổi trung niên. Thứ nhất, chú ý nghỉ ngơi. Khủng hoảng giữa cuộc đời không phải là điều có thể nói đùa. Đó là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy bạn đang khao khát được nghỉ ngơi về tinh thần và thể chất. Hãy nghỉ ngơi ngay lập tức nếu bạn có thể và đặt ra một kế hoạch thời gian cụ thể cho mình, cho công việc và người thân. Hãy nhớ rằng chỉ gia đình của bạn quan tâm và vất vả nếu sức khỏe của bạn bị tổn hại. Những người khác sẽ chỉ nhìn và tìm người thế chỗ bạn mà thôi. Thứ hai, xây dựng lịch trình của riêng mình. Có những người sẽ tăng ca, sẽ giúp đỡ một người bạn đang gặp khó khăn, mặc dù họ đang rất mệt mỏi hay cũng chẳng mấy dư giả. Có thể bản chất của họ là người tốt bụng hoặc sợ mất lòng người khác, hoặc đó chỉ là thói quen. Nếu vậy, hãy cẩn thận với thói quen này, tiếp tục để cuộc sống mình vận hành theo chế độ tự động. Tùy ý như vậy, một ngày nào đó, nó sẽ khiến bạn hối hận. Ngay bây giờ, hãy kiểm kê lịch trình của bạn, sau đó mạnh mẽ xóa bỏ mọi thứ không cần thiết. Hãy tạo ra một lịch trình khoa học và hãy kiên trì thực hiện nó. Thứ ba, thời gian của riêng mình.
Điều này có thể đặc biệt khó khăn đối với những người không có thời gian dành. Nhưng nếu bạn không dành thời gian cho bản thân, bạn sẽ rất dễ bực bội. Bạn không cần phải có quá nhiều thời gian để làm điều đó, chỉ cần một vài thời gian nghỉ ngơi ngắn, nhưng thường xuyên. Và bạn nên có thời gian ở một mình để suy nghĩ về tương lai của mình. Hãy đi bộ ở một nơi nào đó yên tĩnh, thanh bình và đẹp mắt. Bạn nên chuyển điện thoại di động của mình sang chế độ im lặng và chỉ cần tận hưởng sự bình an xung quanh. Lúc ấy, bạn hãy nhìn vào những hàng cây, ngắm khung cảnh bình yên và thư giãn. Bạn cũng có thể tham gia một lớp học buổi tối. Bạn sẽ đi học đều đặn hàng tuần, không bỏ giờ. Cho dù lớp học này có mục đích thư giãn hoặc giáo dục cũng không quan trọng. Cái chính là bạn có thể mong đợi đi ra ngoài mỗi tuần. Nếu bạn đang mắc kẹt ở nhà và thời tiết quá tệ không thể đi ra ngoài, bạn có thể tắt tất cả các điện thoại và có một buổi thư giãn. Hãy thử ngồi thiền, tập yoga, nghe những bản nhạc êm dịu, gạt bỏ tất cả các áp lực và dành riêng khoảng thời gian bạn muốn có. Thứ tư, tìm cách gây hứng thú. Khi bạn đang vật lộn với tình trạng khủng hoảng, thật khó để thấy cuộc sống màu hồng. Đừng cố ép bản thân cảm thấy hạnh phúc, điều đó sẽ không hiệu quả. Chỉ cần tìm một điều nhỏ khiến bạn hứng thú và bắt tay vào làm, đó có thể là một sở thích hay một điều mới mẻ bạn tình cờ thấy ở đâu đó. Quý vị thân mến, hãy nghĩ thế này, được ra đời là một điều kỳ diệu, được sống đến lúc này là một điều kỳ diệu. Đời là một bữa tiệc, đã được đến dự thì dự cho vui nào. Phàm là người thì sẽ có lúc gặp phải khủng hoảng, lúc thiếu niên, lúc thanh niên, lúc trung niên và cả lúc rất già. Nhưng khủng hoảng tuổi trung niên được nhấn mạnh hơn vì đó là cái tuổi mà mọi thứ đã có, chưa kịp có và đều chuẩn bị mất. Như dáng chiều rực rỡ lại sắp tan, người ta buồn vì sự chuyển tiếp nhãn tiền ấy. Và để thoát ra được khủng hoảng tuổi trung niên, có bao nhiêu là phương thức được sách vở mách bảo, có thứ hiệu quả với người này, lại không hiệu quả với người nọ. Hay ngược lại, chỉ có một điều chắc chắn, dù không hiệu quả thì cũng chẳng hại gì. Người ta có câu, bước đầu tiên để đến một nơi khác là quyết định không ở lại nơi này. Quyết định phải thay đổi, đồng nghĩa không sống theo lối cũ nữa. Trung niên là mới được nửa đời, còn kịp thay đổi. Những gì vẫn mơ ước thì giờ làm đi. Những tính xấu gì chưa sửa thì sửa ngay đi. Sống với ai chưa tốt thì sống tốt vào. Đó là một lời hứa với bản thân, một lời hứa không được phản bội. Chẳng phải vô cớ mà thiền tồn tại lâu đến thế và ngày càng được nhiều người theo. Theo các nhà thần kinh học, não chúng ta có một mạng lưới hoạt động ở chế độ mặc định DMN, hay còn được gọi là tâm khỉ. DMN hoạt động hăng nhất khi bạn không tập trung, trí bạn như một con khỉ đánh đu từ ý nghĩ này sang ý nghĩ khác. Khi đang vui thì không sao, tưởng tượng hết cái này đến cái kia quả cũng thú vị. Nhưng khi cá nhân gặp vấn đề, nghĩ lan man là một điều tai hại. Thiền là hoạt động duy nhất có thể thuần hóa được cái tâm khỉ kia, làm mạng DMN bớt kích động, giúp não tập trung hơn, từ đó bớt lo âu và trầm cảm. Tâm trí bớt rối loạn thì thân thể cũng mạnh mẽ lên. Ngay bây giờ, khi chưa đến trung niên, bạn cũng nên tập thiền sẵn. Người đã quen với việc thiền sẽ dễ thuần hóa tâm khỉ của mình hơn. Trong các cách thức để giảm sầu não, nghĩ rằng mình giàu có là khó nhất, nhưng cũng hiệu quả nhất. Khó vì buộc ta phải thay đổi một số niềm tin cốt lõi. Thí dụ trước kia ta hay giận dữ, thấy những gì tốt đẹp của đời toàn rơi vào tay kẻ khác. Sao vợ ai cũng đẹp hơn, nhà ai cũng to hơn, ai cũng thăng tiến nhanh hơn, còn ta thì không. Đời tước đi của ta mọi thứ. Trong khi thực tế, ở đời còn đầy cơ hội cho tất cả mọi người, chứ chẳng phải riêng ai. Và cứ so với nhiều người thì ta còn hơn đứt. Triết gia Hy Lạp Epictetus nói rằng, người khôn ngoan không buồn giàu vì những thứ không có, mà vui với những gì mình có. Khi đã thấy mình giàu có rồi, thì tập biết ơn đời. Không phải biết ơn một cái chung chung, trừu tượng, mà tốt nhất là lấy giấy bút ra, viết xuống 5 điều. Chỉ 5 điều thôi mỗi ngày. 5 điều ấy có thể đơn giản, thậm chí ngớ ngẩn. Thí dụ biết ơn mắt còn tinh để mà đọc báo trong khi người khác đã lòa, tay còn khỏe để mà bấm điện thoại, còn có nhà để ở trong khi người khác không có. Nhà văn Ralph Hibbloom có nói rằng, đời sống của người biết ơn sẽ có một sự an bình, một niềm vui lặng lẽ. Ở tuổi trung niên, còn gì thích hơn lặng lẽ mà vui.
Nghiên cứu bảo chỉ cần thử những cái mới cũng làm tăng lượng dopamine trong não, góp phần duy trì mức độ hài lòng. Với người đang buồn, cứ ra khỏi nhà, thử một cái gì đó mới, đường mới, cửa hàng mới, món ăn mới. Xét cho cùng, còn bao nhiêu thứ trong đời ta đã xem đâu. Cho đến nay, lời khuyên phổ biến nhất cho một người đang khủng hoảng giữa đời là tập thể dục đi. Bạn có thể đến phòng tập hoặc tập tại nhà, bạn tập gì cũng được, thậm chí không tập, chỉ nhổ cỏ trong vườn hay đi bộ ra chợ thay vì đi xe cũng được, miễn là vận động tay chân và liên tu ti 20 phút. Đừng chiến đấu với tuổi tác, hãy biến nó thành đồng minh của bạn và hãy tận hưởng niềm vui của sự trưởng thành. Nắm vững được những vai trò tâm lý mới, đó là nhiệm vụ chính của bạn, người trung niên.